Võ thần chúa tể chương 5.305, minh hỏa mộ tướng, tử hải tuyền nhãn, chính là toàn bộ di khí chi địa cao cấp nhất cơ duyên, cũng là vô số cấm khu chi chủ đều nghĩ tìm kiếm cơ duyên bởi vì di khí chi địa bốn phía bị tử hải vây quanh, muốn đi vào tử hải, liền muốn tiếp nhận tử hải bên trong kinh khủng kia sát ý khí tức, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào tử hải chỗ sâu cũng không cách nào dễ dàng cảm ngộ mênh mông tử hải bên trong ẩn chứa kinh khủng sát lục chi ý, tại vì khi chi địa trong lịch sử, vô số năm qua rất nhiều cường giả đều tính toán tại tử hải bên trong cảm ngộ sát ý, dạng này có thể khi tiến vào tử hải chỗ sâu phía sau, có thể tốt hơn sinh tồn, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công, bởi vì tử hải bên trong ẩn chứa sát ý quá cùng bạo. Đã từng thậm chí có cấm khu chi chủ cưỡng ép cảm ngộ tử hải sát ý, kết quả bị sát ý bên trong lực lượng kinh khủng thương tổn tới thần hồn, trọng thương trở lại di khí chi địa, kết quả bị hắn đối đầu người âm thầm mai phục, tại chỗ chém giết, từ đó về sau, không ai can đảm dám dễ dàng đi tử hải sâu chỗ cảm ngộ tử hải sát ý, nhưng tử hải tuyền nhãn khác biệt. Vật này tương đương với một cái số nhỏ tử hải thủy hải, thông qua tử hải tuyền nhãn có thể lĩnh ngộ được tử hải bên trong bộ phận sát ý, hơn nữa đem hắn dung nhập tự thân, để thăng tự thân tu vi, theo lý thuyết, nếu là có thể nhận được tử hải tuyền nhãn cơ duyên, bọn hắn chẳng những có thể tăng cường chính mình thực lực, càng có thể cảm ngộ đến một tia tử hải sức mạnh. Đối với sau này sông sáo tử hải, có to lớn ít lợi, đã từng có một cái nhất trọng siêu thoát trong lúc vô tình lấy được tử hải tuyền nhãn cơ duyên, cảm ngộ một tia tử hải tuyền nhãn sát ý, về sau người này bị một tôn nhị trọng siêu thoát truy sát, người này trực tiếp liều chết tiến vào tử hải chỗ sâu, cái kia đuổi giết hắn nhị trọng siêu thoát cũng không biết hắn đã từng chiếm được tử hải tuyền nhãn cơ duyên cũng truy sát đi vào kết quả cái kia nhất trọng siêu thoát bởi vì cảm ngộ qua tử hải tuyền nhãn đối với tử hải chỗ sâu sát ý năng lực chống cự tăng lên rất nhiều càng là tại tử hải chỗ sâu dết ngược hai tên nhị trọng siêu thoát đưa tới to lớn xung sau dư luận có thể nói tử hải tuyền nhãn là di khi chi địa này cường đại nhất cơ duyên một trong chỉ là đáng tiếc là tử hải tuyền nhãn xuất hiện cơ hội quá ít. Vô số năm mới có thể xuất hiện một cái, một khi xuất hiện, cũng là ngắn ngủi xuất hiện sau đó liền sẽ tiêu thất, cho nên được hắn cơ duyên cũng không có nhiều người. Bây giờ, Minh Đao lại nói mình vậy mà phát hiện một tòa tử hải tuyền nhãn, cái này khiến thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ trong lòng làm sao không chấn kinh, ngươi nói là sự thật. Chỉ là, trong lòng hai người sau khi hoảng sợ, rất nhanh liền hồi phục thần trí, Minh Đao thật muốn phát hiện tử hải tuyền nhãn lợi hại như vậy cơ duyên, sẽ hảo tâm như vậy nói cho bọn hắn. Minh Đao nhìn thấy hai người hoài nghi, lập tức lạnh trên một tiếng, không vui nói, hai người các ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ hoài nghi bản tòa sẽ lừa các ngươi? Hừ, các ngươi nếu là không tin, vậy thì trực tiếp rời đi, bản tòa tuyệt không ngăn trở. Thiên âm thần tôn nghe vậy, vội vàng nói, Minh Đao Huynh, chúng ta không phải ý tứ này, bất quá ngươi cũng biết, tử hải tuyền nhãn bực này cơ duyên, quá mức trọng đại, nếu là có thể cáo tri cấm khu, sợ là trực tiếp có thể có được một cái cấm khu cao tầng thân phận, cũng không phải do chúng ta nghi hoặc. Lục tuyệt minh nữ dãy dụ một chút eo nhỏ như rắn nước, lộ ra cười quyến rũ nói, thiên âm huynh không có nói sai. Minh đao huynh, nếu thật phải có tử hải tuyền nhãn bực này cơ duyên, ngươi không phải giao cho cấm khu tốt hơn. Há lại sẽ cho ta biết chờ hai cái. Minh nữ tự xưng là Mị lực lại lớn, cũng không so được tử hải tuyền nhãn tại Minh Đao Huynh trong lòng Mị lực đại A. À. Tử hải tuyền nhãn cơ duyên như vậy, đây là bực nào cực lớn. Đừng nói là người ngoài, liền xem như thân huynh đệ, thân nhi tử. Đều chưa hẳn có thể nói cho. Minh Đao cử chỉ, quá mức cổ quái, hư. Minh Đao lạnh trên một tiếng, nhưng là biết trong lòng hai người nghi hoặc, không đánh tiêu tan sự nghi ngờ này, hai người bọn họ là tuyệt sẽ không yên tâm, cũng may, hắn sớm đã lý do thoái thác, hừ lạnh nói, hừ, các ngươi cho là bản tọa thật là nhàn rỗi không chuyện gì, mới nói cho các ngươi biết cái cơ duyên này sao. Cái kia tử hải tuyền nhãn lần này xuất hiện. Mười phần bí mật, bị một mảnh cấm chế bao phủ, này cấm chế cực kỳ mạnh, lấy bản tọa một người là nhất định không cách nào mở ra, bản tọa tốn không ít tinh lực, cũng chỉ là quan trắc đến rồi trong cấm chế một góc mà thôi, cho nên mới quyết định trở về thông tri hai vị cấm chế. Hai người sắc mặt hồ nghi, Thiên Âm thần Tôn Cao mày nói, theo ta được biết, Tử Hải Tuyền nhãn xuất hiện. Chưa bao giờ xuất hiện qua cấm chế. Lục Tuyệt Minh nữ cũng nghi hoặc nhìn qua. Hừ, các ngươi biết cái gì? Minh đau cười lạnh một tiếng, Tử Hải Tuyền nhãn tại Di Khí chi địa trong lịch sử mới xuất hiện qua mấy lần mỗi lần xuất hiện vị trí cùng hình thức cũng không giống nhau lần này có cấm chế lại có cái gì kỳ quái như hai vị không tin mà nói bây giờ liền có thể rời đi bản tòa tuyệt không lưu người tính toán các ngươi đi thôi minh đao vung tay lên không thèm để ý hai người quay người liền phải trở về ai minh đao huynh hà tất vội vã như thế đâu thiên âm thần tôn vội vàng ngăn lại hắn cười xòa nói minh đao huynh lần này tính toán lão ca ta không hảo bất quá chúng ta trong lòng có hoài nghi ngươi cũng muốn có thể hiểu được đúng không người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám vì khi chi địa này địa phương nào nếu là không có điểm hoài nghi tinh thần chúng ta ba sợ là đã sớm không sống tới hôm nay đúng vậy a à, minh đao huynh không minh đao đại ca ngươi xem mùi mùi ta mấy năm nay cũng cùng minh đao đại ca ngươi hợp tác không ít lần lần nào không phải cực kỳ vui vẻ kỳ thực đối với minh đao đại ca mùi mùi trong lòng thế nhưng là rất kính nể đâu lục tuyệt minh nữ lắc eo cái kia cặp mông tràn đầy vô hạn dụ hoặc nếu là minh đao phía trước cưỡng ép cản bọn họ lại bọn hắn còn có thể hoài nghi nhưng bây giờ minh đao bộ dạng này cao cao tại thượng biểu hiện lập tức liền để cho hai người trong lòng như kiến bò trên chảo nóng ngứa không chịu nổi đứng lên tử hải tuyền nhãn bực này cơ duyên thật sự là không cách nào làm cho người bỏ lỡ Minh đau mắt liếc hai người, lạnh trên một tiếng, cũng được, bản tọa cũng liền cùng hai vị nói thật, sợ dĩ hô hai vị, nguyên nhân có ba, thứ nhất, hai vị cùng bản tọa hợp tác không ít lần, đại gia hiểu rõ, cũng có ăn ý, đệ nhị, cái kia tử hải tuyền nhãn bị cấm chế che đậy, muốn phá giải, chỉ dựa vào bản tọa một người tất nhiên không được, nhất thiết phải nhiều người liên thủ. Đệ tam, cũng là bản tọa không đem cáo tri cấm khu nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là chư vị hẳn là cũng nghe nói mấy đại cấm khu đã phát hiện tử hải bí mật muốn đã thông tử hải rời đi di khi chi địa tin tức a thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ mắt sáng lên bọn hắn mặc dù ở di khí chi địa không cao tầng lắm nhưng là không phải tầng dưới chót sâu kiến tin tức này đã sớm tại siêu thoát ở giữa truyền ra bọn hắn tự nhiên cũng có nghe thấy lần này đã thông tử hải thông đạo nhất thiết phải tiến vào tử hải chỗ sâu. Nghe nói mấy đại cấm khu có ý định để cho chúng ta tán tu và quỷ tu cũng đi tới trong đó, mục đích chính là vì lợi dụng chúng ta thần hồn, thay bọn hắn đã thông tử hải cấm địa. Minh Đao cười lạnh, nếu là bản tọa đem cái này tử hải tuyền nhãn tin tức cáo tri cấm khu, mặc dù có thể được một chút khen thưởng. Nhưng bản tọa dù sao cũng là một ngoại nhân, lại có thể tại trong cấm khu nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Không có thực lực hết thảy bất quá là một cái hư danh mà thôi, thậm chí cho dù là đã thông tử hải thông đạo, cũng tuyệt đối không tới phiên bản tọa rời đi. Minh đao ánh mắt yếu ớt, lấp lóe hàng quan, nhưng nếu là chính chúng ta lấy được cái này tử hải tuyền nhãn chỗ tốt. Bằng vào ta chờ tu vi bước vào nhị trọng siêu thoát cũng có thể, hơn nữa, chúng ta nếu có thể lĩnh ngộ tử hải tuyền nhãn trong bộ phận tử hải sát ý, vậy bọn ta tương lai tiến vào tử hải chỗ sâu, Tỷ lệ sinh tồn sẽ đến gấp 10, gấp trăm lần tăng lên, cho đến lúc đó, chúng ta nói không chừng cũng có cơ hội rời đi nơi đây, quay về minh giới, cái này há không so tại trong cấm khu phải cái hư danh hảo quá nhiều. Nghe vậy, thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ, không thể không nói, minh đao lời nói, chân tình thực lòng, hoàn toàn chính xác nghe không đến sơ hở, đổi lại trước đó, đích thật là giao cho cấm khu tốt hơn nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là chính mình cảm ngộ, muốn so hiến tặng cho cấm khu tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần không chỉ, nhưng... Trong lòng hai người vẫn còn có chút hoài nghi. Tính toán, hai tên gia hỏa các ngươi, quá khó chịu, thôi, nếu không phải xem ở bản tòa chỉ cùng các ngươi quen biết, tìm không thấy những người khác phân thượng, cũng lười cùng các ngươi nói nhiều như vậy, các ngươi nhìn cái này, liền biết là phải thật hay không, mình đào quát khẽ một tiếng, dứt lời, trong thân thể của hắn một cổ khí tức kinh người trong nháy mắt tràn ngập ra. Oanh Đại biểu nhất trọng siêu thoát cảnh giới đỉnh phong cùng khí tức, trong nháy mắt nở rộ, hung hăng trấn áp tại thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ trên thân, ngươi, thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ con ngươi có rụt lại, sắc mặt hải nhiên, thất thanh nói, ngươi đột phá nhất trọng siêu thoát đỉnh phong. Chuyện xảy ra khi nào? Phải biết, Minh đao thực lực từ trước đến nay bọn hắn tương đương. Từ đầu đến cuối chưa từng bước vào nhất trọng siêu thoát đỉnh phong, bây giờ Minh đao khí tức, xa xa bao trùm ở bọn hắn phía trên, để bọn hắn làm sao không chấn kinh, không hải nhiên, hừ, lần này các ngươi tin chưa? Minh đao cười nhạo một tiếng, bản tọa mặc dù không từng hoàn toàn mở ra cấm chế kia, nhưng là cảm ngộ đến tử hải tuyền nhãn trong bộ phận sức mạnh, tu vi tự nhiên cũng theo đó đột phá. Minh Đao ánh mắt quét về phía hai người, ánh mắt bể nghệ, ngạo nghệ nói, nói câu lời khó nghe, lấy bản tọa thực lực bây giờ, muốn đối phó hai người các ngươi, suy nghĩ chút biện pháp, mang đến đánh lén, các ngươi ai có thể chống đỡ được. Hà tất hoa ý nghĩ thế này, nhường hai vị cùng vào ăn đi, còn chất vấn cái này chất vấn kia, nhàn rỗi không chuyện gì làm gì. Từng ực, ừ, thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ đành phải nuốt ngụm nước bọt cảm thụ được minh trên thân đau cái kia nhiều muốn bổ ra thiên địa hết thảy đau thế, âm thầm chấn kinh, hoàn toàn chính xác, như minh đau lời nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đối phó bọn hắn, phương pháp tốt nhất chính là âm thầm một đối một, bằng ba người bọn họ quen thuộc như vậy giao tình, chờ đợi, tất nhiên sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ minh đau nhưng là trực tiếp đem hai người gọi. Hơn nữa khay cáo tri, bây giờ hai người có phòng bị phía dưới, cho dù là minh đào có chỗ đột phá, muốn bắt lấy bọn hắn hai người, cũng thấy không khả năng, hai người liều mạng trọng thương, đào tẩu vẫn là không thành vấn đề. Thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ cũng không còn mảy may hoài nghi, xấu hổ nói, minh đào huynh quả nhiên bằng phẳng, là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, không biết cái kia tử hải tuyền nhãn ở nơi nào. Chúng ta lúc nào xuất phát? Hai người đã không kịp chờ đợi muốn đi trước, minh đào cười nói, các ngươi đừng có gấp, chờ ta đào cốc đệ tử thu thập xong liền xuất phát cái kia tử hải tuyền nhãn sở tại chi địa Địa thế không tệ bản tọa chuẩn bị về sau liền đem đào cốc xây dựng ở nơi đó hơn nữa chỗ kia cấm chế cực kỳ đặc thù người càng nhiều phá giải sát suất càng cao hai vị nếu là nguyện ý mà nói cũng có thể mang nhiều một chút dưới trướng cao thủ đi tới phá vỡ như vậy cấm chế tốc độ cũng sẽ mau hơn một chút a à, còn có như vậy phát thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ khẽ giật mình. Trong lòng bừng tỉnh, khó trách đau này đấy vực giống như là muốn chuyển nhà đồng dạng, bây giờ đã hoàn toàn kỹ càng minh đau bọn hắn, cũng không hàm hộ, lúc này đưa tin cho mình dưới trướng, để bọn hắn cấp tốc chạy đến, hai canh giờ sau đó, làm đau cốc thu thập xong thời điểm, thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ dưới trướng cũng đều đã chạy tới. Bất quá thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ cũng không giống đao cốc một dạng chuyển nhà mà chỉ là mang đến dưới quyền một chút đắc lực cao thủ, một thân tu vi đều là đã đạt đến nửa bước siêu thoát tranh giới cường giả, đi. Lập tức, một đám người không chút do dự, tại minh đao dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp, điệp điệp đi tới tử hải tuyền nhãn chỗ. Lấy minh đao tốc độ của bọn hắn, lần này mặc dù mang tới rất nhiều dưới trướng, nhưng ba ngày sau, đám người bọn họ cũng cuối cùng đến gần tử hải tuyền nhãn chỗ, trên đường, Thiên Âm Thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ trong lòng cũng là lo lắng không được, chỉ sợ cái kia Tử Hải Tuyền nhãn bị người khác chiếm đi. Thẳng đến Minh Đao liên tục cam đoan, cái kia Tử Hải Tuyền nhãn chỗ ở cấm chế mười phần bí mật, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Hai người mới hơi buông lỏng một chút, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương. Minh Đao huynh, ngươi không phải nói cái kia Tử Hải Tuyền nhãn liền tại phụ cận sao? Tại sao còn không đến? cái này còn phải bao lâu mới có thể đến đâu lại bay vút hai canh giờ thiên âm thần tôn có chút lo lắng nói đúng vậy a à, minh đao huynh ngươi một cái canh giờ phía trước liền nói sắp tới sao bây giờ còn không có ảnh lục tuyệt minh nữ cũng là khát khao khó nhìn, nếu như không phải minh đao mãnh liệt cho thấy nhất thiết phải nhiều người mới có thể phá vỡ cấm chế kia hơn nữa cái kia tử hải tuyền nhãn là minh đao phát hiện thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ đã sớm bỏ rơi đao cốc cùng mình dưới quyền vài tên đại tướng, trước tiên chạy tới, những người kia chậm rãi. Tốc độ quá chậm, minh đao nhẹ nhàng nở nụ cười, hai vị đừng có gấp, ngay ở phía trước. Hắn vừa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền lại tới một cổ khí tức kinh người, chỗ xa kia phía chân trời, tựa hồ có bóng người mơ hồ xuất hiện, không tốt, có người tới thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ lập tức sắc mặt đại biến, mình đào phía trước nói, phía trước cách đó không xa chính là tử hải tuyền nhãn vị trí. Như thế nào lúc này gặp phải người, hơn nữa nhìn số lượng cùng khí tức, chỗ xa kia bóng người tự hồ còn không tại số ít, cái kia ẩn ẩn truyền tới khí tức, càng làm cho thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ hơi biến sắc. Đại gia cảnh giác Minh đao mặt ngoài cũng thay đổi sắc Nhưng trong lòng thì bình tĩnh rất bởi vì hắn rất rõ ràng, cái thời điểm này tới nơi này, hẳn là sát quỷ người, chẳng qua là khi hắn nhìn người tới khuôn mặt sau đó, minh đao sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ thấy phía trước đám người cực kỳ hạo đẳng, lít nha lít nhít, so với bọn hắn cái này ba tên siêu thoát cấp cao thủ, phía trước siêu thoát cao thủ. Vậy mà cao tới tám tên, sát quỷ đang tại trong đó, mà trong đó dẫn đầu một người, toàn thân người mặc hắc hỏa áo giáp, thần sắc ngạo nghễ, coi trời bằng vung, Vô tận tử khí ở trên người hắn tràn ngập, giống như thiêu đốt lên hắc hỏa, đem hư không đều cháy rung rẩy, vẹn vẹn tản mát đi ra ngoài khí tức, liền để Minh Đao hô hấp khó khăn, có loại thần hồn muốn tùy theo thiêu hủy ảo giác. Đến nỗi sát quỷ, thì cung kính đứng tại người này sau lưng, giống như tay sai, đó là Minh Đao thần sắc hoảng sợ, trước mắt cái này người mặc hắc hỏa khôi giáp cường giả, tuyệt đối là một tôn nhị trọng siêu thoát cấp cường giả mà là nhị trọng siêu thoát bên trong người nổi bật tại minh đao bọn hắn nhìn người nọ đồng thời, một nhóm người này tự nhiên cũng đều thấy được minh đao bọn người. Trong đó hắc hỏa áo giáp sau lưng vài tên siêu thoát căn bản không chờ đầu lĩnh kia người phân phó, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo lưu quan từ bốn phía bay lượn mà đến, trong nháy mắt liền đem minh đao đám người bao vây ở giữa, các ngươi là người nào, tại sao lại ở đây? Minh hỏa đại nhân, lại ở chỗ này sẽ gặp phải ba tên siêu thoát, rất cổ quái. Cái kia vây quanh minh đao mấy người siêu thoát khí tức trên người mỗi cái cực kỳ khủng bố, trong đó một tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát ánh mắt trầm xuống, giống như như lưỡi đao ánh mắt nhìn chầm chầm minh đao mấy người, ánh mắt kia phản phất muốn đem minh đao cho xem thấu đồng dạng. Minh Hỏa, nghe được cái tên này, minh đao trong ba người kinh hãi sợ, hai chân như nhũng ra, suýt chút nữa không có đặt mông ngồi xuống bởi vì di khí chi địa cấm khu một trong tử thần mộ địa tử thần đại nhân dưới quyền tứ đại mộ tướng một trong, thì có một minh hỏa mộ tướng, người này một thân tu vi đã đạt đến nhị trọng siêu thoát đỉnh phong, thậm chí, đã ẩn ẩn tiếp xúc đến tam trọng siêu thoát cánh cửa. Người trước mắt, lại là minh hỏa mộ tướng, minh đau nhìn về phía minh hỏa sau lưng sát quỷ, trong lòng vạn phần hoảng sợ, sát quỷ phía trước nói hắn sát âm đáy vực đã âm thầm đầu phục tử thần mộ địa, hơn nửa bái tại minh hỏa mộ tướng dưới trướng bây giờ hắn lại đem minh hỏa mộ tướng mang đến đây là ý gì chẳng lẽ sát quỷ đã phản bội chủ nhân sao nghĩ tới đây minh đao mồ hôi lạnh trên trán đã chảy ròng ròng lăn xuống minh đao đây là có chuyện gì vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này gặp phải minh hỏa mộ tướng đại nhân thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ hoảng sợ truyền âm nói minh hỏa mộ tướng đại nhân thân phận gì một thân tu vi thông thiên, bóp chết bọn hắn những này tán tu cùng quỷ tu, cái kia liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Chớ nhìn bọn họ người người cũng là siêu thoát cường giả, nhưng ở tử thần mộ địa bực này cấm khu trước mặt, tại minh hỏa mộ tướng dạng này cấm khu đại tướng trước mặt, bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, ngầm miệng, đừng nói lung tung, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chọc giận minh hỏa đại nhân. Minh Đao kinh sợ truyền âm nói. Hắn bây giờ không biết gì tình huống, cũng là không hiểu ra sao, cảm giác được Minh Đao mấy người lại còn tại truyền âm, cái kia vây bọn hắn lại nhất trọng đỉnh phong siêu thoát không khỏi ánh mắt trầm xuống, hừ, tại Minh họa trước mặt đại nhân, lại còn dám truyền âm, tự tìm cái chết. Dứt lời, người kia căn bản vốn không cho Minh Đao mấy người bất luận cái gì cơ hội mở miệng, trực tiếp tế ra một đạo mạng hát sắc quan mang, trong nháy mắt bạo cuốn về phía minh đao mấy người, oanh, đạo này chói mắt hắc mang vừa ra tới, minh đao mấy người cũng cảm giác được toàn bộ bầu trời đều tối sầm, chung quanh càng là giống như vô số oan quỷ tại khóc gào đồng dạng. Diệt hồn phiên Minh đao một mắt liền nhận ra trước mắt pháp bảo, chính là trong minh giới cực kỳ hiểm ác diệt hồn phiên, có thể trực tiếp công kích minh giới sinh linh thần hồn, loại này trực tiếp tới từ linh hồn phương diện đã kích là minh giới sinh linh sợ hãi nhất cùng kiên kỵ công kích cái kia diệt hồn phiên vừa ra tới, minh đào ba người cảm giác được rõ ràng vô số oan hồn tại kêu gọi hắn. Liên tâm thần cũng biến thành không yên, đây tuyệt đối là một kiện siêu thoát cấp diệt hồn phiên, bằng không không có khả năng có cái chủng này uy thế. Các bạn đang nghe truyện tại tán tu, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nghe những bộ truyện mới nhất nhé, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.